Đấy nha mọi người, đó vùng đất cao nguyên nha. Đây là cái đường nước suối xuống từ trên kia nha mọi người nha. Đó. Nói chung là vô đây sinh tồn được đẹp, khu đây rất đẹp nha mọi người nha. Đó, đó mình quay cho mọi người xem cái thác này nha. Đây mọi người, đó, hay này đi tham quan ở đây nha. Đó, đây là toàn là nước nha mọi người nha. Đó, nước nha. Nói chung là cũng không hiếm. Đây, khá đẹp nha. Đây nha mọi người. Đó. Mình đang vô đây để tham quan cho mọi người xem nha mọi người nha. Đây nha mọi người. Đấy, cái thác này cũng là rất là độc đáo luôn mọi người ơi. Cũng khá là đẹp. Nói chung từ xưa đến bây giờ cũng ít cái suối giống như bên này nha mọi người nha. Đó, suối này cũng khá là đẹp nha mọi người. Đây là bọn mình vô đây để tham quan cho mọi người xem cái chỗ cái suối nha mọi người nha. Đó, đây rất là khá là đẹp luôn mọi người ơi. Đó, mình đây trước mọi người nhé, rất là mát luôn mà. Đây, trời nắng là vô đây ngủ là trước mà. Đấy mọi người nha. Rồi mình lên trên nha mọi người nha. Đấy nha mọi người nha. Nói chung là mình đi lên đây tham quan suối nha, nước suối ở Tây Nguyên nha mọi người. Đây, nói chung là chỗ đây mấy con nước này, đó, đó, đây là toàn là còn cây lớn lớn nha mọi người nha. Cây. Đó, chỗ khác họ phát hết, nó họ làm họ trồng cà phê hết rồi. Nói chung là mình quay cho mọi người xem ở đây nha. Đó mọi người nha. Nếu đánh vô đây để bẫy chim thì rất là sướng luôn mọi người ơi. Đó, đây là quả sung này. Đây mọi người nha. Đây nha mọi người. Nói chung là đây cũng có cua. Đây là suối. Mọi người, đây là tại vì đây là còn mùa mưa nha mọi người. Mùa mưa nên nước nó từ trên xuống. Nói chung là cũng ít, ở đây cũng ít suối. Đó, đây là toàn là cây tre không anh mọi người nha. Nhưng ở đây họ toàn là phát hết, họ làm rễ, họ trồng cà phê cà pháo gì hết á. Nói chung ở đây cũng ít suối nha mọi người nha. Đó, đây họ chưa phát. Đó, đây là cua báo nha. Mọi người xem này. Báo từng quay phim cho mọi người xem nhé mọi người nhá. Đó mọi người nha. Các bạn thấy
nào nước trên đồi chảy từ xuống không? À, vùng Tây Nguyên từ ngày trên kia có tre, xong rồi trời mưa có nước không dễ. Quay một cái ghe đạp quay dần cọp. Đấy nha mọi người nha. Đó. À, đây mình quay cho mọi người xem thanh niên nè phát biểu để nước chảy nha mọi người nha. À, đây mọi người. Đây nha, mời bạn đi xem. Đây là vùng đất trên Trung Na. Trời mưa thì tháng 12 có mưa. Nước trên đồi ấy xuống rồi, bên đây thì mát mẻ. Đây là mọi người cùng xem rồi nha. Đấy, đây là vùng đất Tây Nguyên, vùng bao la rất tươi sáng đẹp nha mọi người nhé. Đó, đây là nước xuống từ trên xuống nha mọi người nhé. Đó. Đây mọi người nhé. Đấy mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ dừng video tại đây nha mọi người. À, hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo nha mọi người nhé. À, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi video. Bây giờ sau này mình quay cho mọi người xem tiếp theo nha mọi người nhé. Bye mọi người.